Tin chiều 21 tháng 5, kết quả bóng thăm AFF Cup Club trở về đó mùn, Onana tuyên chiến Man City. 14 giờ chiều nay, buổi lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2024 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Những lá thăm đã đưa đội tuyển Việt Nam chung bảng B với Philippines, Myanmar, Lào và đặc biệt là đối thủ đầy duyên nợ Indonesia. Tất nhiên là đội tuyển của chúng ta vẫn được đánh giá cao nhất tại bảng đấu. Lợi thế lớn nhất là FF Cup không nằm trong hệ thống FIFA Days, thế nên nhiều câu lạc bộ sẽ từ chối nhả người. Đó chính là điểm bất lợi đối với Indonesia khi họ có các cầu thủ nhập tịch. Ở bảng đấu còn lại, Thái Lan sẽ đụng độ Malaysia, Singapore và Campuchia và đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Brunei và Timor Leste club rời đi và arnold slot đã chính thức được bổ nhiệm làm tân huấn luyện viên của liverpool điều khiến người mộ thắc mắc nhất lúc này là thuyền trưởng người đức sẽ làm gì trong giai đoạn kế tiếp chắc chắn đó phải là một kế hoạch nghỉ ngơi xả hơi cùng gia đình Tuy nhiên theo tiết lộ của cựu danh thủ Gary Lineker, Klopp có thể đảm nhận một vị trí vô cùng khác lạ ở đội bóng cũ Dortmund. Tôi rất tò mò muốn biết Klopp sẽ làm gì tiếp theo. Tôi nghĩ Klopp sẽ tạm dừng công việc trong quãng thời gian nhất định. Klopp từng bảo anh ấy đã hết năng lượng trên băng ghế huấn luyện. Sẽ có rất nhiều đội bóng khao khát Klopp trong một vài năm tới. Theo nguồn tin riêng của tôi, Klopp có thể trở thành chủ tịch câu lạc bộ Borussia Dortmund nếu kịch bản đó xảy ra, thật sự tuyệt vời sau hành động xóa hết ảnh về Liverpool trên trang cá nhân cũng như dính tới vô số tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Barca, Darwin Nunez tiếp tục bị cộng đồng mạng sôi ra những thái độ bất thường trong ngày chia tay ông thầy Jurgen Klopp. Sau chiến thắng 2-0 trước Wolf, toàn bộ các cầu thủ Liverpool xếp thành hai hàng để chào đón Klopp bước ra mặt cỏ Anfield gửi lời tạm biệt đến khán giả. Trong khi các đồng đội lần lượt vỗ tay thì chỉ có một mình Nunez tỏ vẻ lặng thinh và lạnh nhạt. Ngay cả trong lúc Klopp đọc bài phát biểu, Nunes cũng không bận tâm để ý. Hành động này khiến những người hâm mộ Liverpool vô cùng bất bình và gọi tiền đạo người Uruguay là kẻ vô ơn. Trước đó, chính Klopp là người đã thuyết phục bà lãnh đạo chi ra số tiền khủng để chiêu mộ Nunes từ Benfica. Cuối tuần này, trận chung kết Copa Bay cũng sẽ là trận chiến nội bộ ở thành Manchester. Lực lượng và vị thế của hai đội đang hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu của Man City là trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành được cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup trong hai mùa giải liên tiếp. Tuy gặp khá nhiều bất lợi, thế nhưng rất nhiều cầu thủ Man United đang vô cùng tự tin. Trong một buổi phỏng vấn mới nhất, thủ thành Onana tỏ rõ quyết tâm sẽ đánh bại The Citizen. Đây là một trận đấu khó khăn. Man City đang là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải giành chiến thắng để được tham dự Cúp Châu Âu mùa tới, đồng thời kết thúc mùa giải có danh hiệu. Nếu đánh bại Man City trong trận chung kết Copa Bay sắp tới đây, Erik Ten Hag sẽ giành được chiếc cúp thứ hai sau hai mùa giải gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Dẫu vậy, thành tích xếp thứ 8 ở ngoại Anh mùa giải này cùng với hiệu số âm 1 khiến cho nhiều người không hài lòng với công việc của Eric Ten Hag. Trong một phát biểu mới nhất, cựu danh thủ Rio Ferdinand cho rằng đội bóng cũ sẽ xe thải Ten Hag bất chấp Man United có thể vô địch FA Cup. Càng nghĩ về điều đó, dù thắng hay thua, tôi không nghĩ Ten Hag sẽ tiếp tục dẫn dắt Man United vào mùa giải tới. Tôi không nói đó là điều tôi muốn. Tôi chỉ nói những gì tôi tin sẽ xảy ra và tôi tin rằng câu lạc bộ sẽ tìm kiếm huấn luyện viên khác. Giải Superliga của Thổ Nhĩ Kỳ lại một lần nữa chìm sâu trong bạo lực khi trận đấu mới đây giữa Galatasaray và Fenerbahce đã xảy ra một cuộc ẩu đả nghiêm trọng. Cụ thể trong một video được người hâm mộ ghi lại, một người đàn ông được cho là con trai của Ismail Kantay, huấn luyện viên trưởng của Fenerbahce đã có cuộc ẩu đả với Emre Kantan, cầu thủ bên phía Gata Saray. Đội ngũ của hai bên phải lao vào can ngăn. Tuy nhiên, hành động trên vẫn khiến hình ảnh của Superliga trở nên xấu xí hơn trong mắt người hâm mộ. Đoàn quân của Unai Emery đã chính thức vượt qua hàng loạt ông lớn trong nhóm Big Six để giành vé tham dự Champions League. Phần thưởng lớn hơn cũng đến ngay sau đó, bởi đội chủ sân Villa Park sẽ nhận được tiền bản quyền truyền hình từ nhiều đài khác nhau ở châu Âu. Con số chính xác vẫn chưa được đưa ra, nhưng theo ước tính của TNT Sports, Villa có thể nhận về ít nhất 89 triệu bảng. Trước mắt với việc giành được vị trí thứ tư Trung cuộc, Aston Villa đã nhận được số tiền 53 triệu bảng từ ban tổ chức ngoại ngành. Ngoài những breaking news nóng hổi, chúng ta cùng đến với những tin tức khác. Luke Shaw đã phải vật lộn với những chấn thương trong xuyên suốt mùa giải đã qua và chỉ mới có 15 lần ra sân cho Manchester United. Tuy đã có những dấu hiệu hồi phục tương đối tích cực, thế nhưng khả năng ra sân trong trận chung kết Cup 37 của hậu vệ người Anh là cực nhỏ. Chính vì thế mà khả năng góp mặt cùng tuyển Anh tham dự Euro của Shaw cũng đang bỏ ngỏ bởi những e ngại về thể lực. Dẫu vậy, theo nguồn tin từ tờ Gold, huấn luyện viên Gareth Southgate có thể vẫn điền tên Luke Shaw vào danh sách 30 người có thể góp mặt tại Euro. Danh sách này sau đó sẽ được rút gọn xuống thành 26. Bên cạnh đó, những cái tên đang gặp vấn đề về chấn thương khác như Harry Kane, hay Bukayo Saka cũng được Southgate yêu ái đưa vào đội hình. Frankie de Jong được cho là sẽ rời Barca ngay trong hè này. Rất nhiều câu lạc bộ nổi lên như những bến đỗ tiềm năng, ví dụ như Man United hay Arsenal. Mới nhất Chelsea cũng bắt đầu nhảy vào thương vụ này. Theo tờ Fitchage, Chelsea có thể đưa ra lời đề nghị dành tiền vệ người Hà Lan trong những tuần tới với mức giá khoảng 80 triệu euro. Đây là con số có thể làm hài lòng đội chủ sân Sporting Fight Tuy nhiên vấn đề có thể vẫn giống như mùa giải trước, đó là De Jong ưu tiên chuyển đến một câu lạc bộ có vé tham dự Champions League. Chính vì thế mà Chelsea sẽ gặp vô số bất lợi với những đối thủ cạnh tranh trong thương vụ này. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Aston Villa đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị đối với trung vệ Araujo của Barcelona nhằm nâng cấp đội hình chuẩn bị cho mùa giải sang năm, mùa giải mà họ quay trở lại Champions League sau rất nhiều năm chờ đợi. Nguồn tin này cũng cho biết thêm đội chủ sân Villa Park đã đạt được một thỏa thuận với trung vệ người Uruguay từ tháng trước. Vấn đề bây giờ là mức giá mà Villa đưa ra có thể làm hài lòng Barca hay không. Đội chủ sân Spotify vốn đã muốn đẩy đi Araujo, nhất là khi trung vệ này phạm sai lầm nghiêm trọng, trực tiếp khiến Barca bị loại khỏi Champions League. Bên cạnh as Villa, nhiều đội bóng khác ở Premier League cũng muốn có sự phục vụ của Araujo, đặc biệt là Man United. Chaloba đáng lẽ ra đã có thể rời Chelsea để đầu quân cho Bayern Munich ở mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, con số 50 triệu bảng mà The Blue đưa ra khiến thương vụ đổ bể. Sau khi trở lại từ chấn thương, Chaloba đang thi đấu cực kỳ ấn tượng. Chelsea chỉ thua 3 trong số 17 trận trên mọi đấu trường mà anh giá sân, tháng 9 trong số 13 trận anh đá chính. Phong độ này giúp Chelsea dễ dàng ra giá cho cầu thủ của mình. Hiện tại, chỉ còn mỗi Tottenham là đang quan tâm đến hậu vệ này. Được biết, mức giá mà đội chủ sân Stafford Ridge yêu cầu để đồng ý nhà người là 25 triệu bảng. Spurs được cho là hoàn toàn có thể chi ra con số này. Mùa giải đã chính thức khép lại, đó cũng chính là thời điểm mà Thiago Silva sẽ nói lời chia tay và trở về quê nhà Brazil thi đấu. Dự định sau này của cựu trung vệ Brazil Germain là có thể theo con đường huấn luyện và ban lãnh đạo của The Blue sẵn sàng tạo điều kiện để giúp đỡ. Có một điều đặc biệt là Silva vẫn để hai cậu con trai của mình ở lại nước Anh để tiếp tục chui rèn khả năng ở lò đào tạo Chelsea. Mong muốn của trung vệ người Brazil là một ngày nào đó, đó sẽ thấy hai cậu con được ra sân và cống hiến cho tờ Blue như mình đã từng làm. Thật không may khi chúng tôi không thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau, nhưng hy vọng trong tương lai tôi có thể giúp đỡ câu lạc bộ theo cách khác. Các con trai tôi vẫn tiếp tục tập luyện tại đây, hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ được thi đấu và giúp cho đội bóng tiến xa. Gia đình Thiago Silva sẽ mãi biết ơn đội bóng, từ tận đáy lòng xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngoài mục tiêu hàng đầu là Nico Williams, Barcelona cũng đang rất để mắt đến Ayure Perez của Real Betis. Dù đã 30 tuổi nhưng Perez đang thể hiện một phong độ tuyệt vời trong mùa giải năm nay với 11 bàn thắng và 2 phần kiến tạo. Điều khiến Barca đánh giá cao tiền đạo này chính là kinh nghiệm thi đấu tại La Liga. Đặc biệt nhất là mức giá giải phóng hợp đồng của Perez chỉ là 5 triệu euro rất phù hợp với túi tiền của Blaugrana. Tương lai của tài năng trẻ Victor Roque vẫn đang bất định, Lewandowski thì đang có phong độ phập phủ. Chính vì thế mà sự có mặt của Ayer Perez có thể sẽ một giải pháp tối ưu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thú vị trên kênh Luyện viên Anh Quan News. Chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau ở những bản tin sáng trưa chiều ở mọi ngày. Hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức nóng hổi nào trong ngày khi theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn và đừng quên nhấn like cho video nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.